Dạ, kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh ha. Hôm nay thì con cũng mời quý chú mình tiếp tục ghé lại vườn của cô Đặng, một cái địa chỉ giao lưu quen thuộc với rất nhiều cây đẹp cho mình lựa chọn. Thì cũng mong quý chú xem yêu mến ủng hộ cho cô ha. Thì các dòng cây quen thuộc, dễ xài dễ chơi, đặc biệt là vườn cô thì rất là nhiều cây già đẹp quý chú. Mặc dù là bonsai mini nhỏ nhỏ nhưng mà đã được nuôi chậu thuần rất là lâu rồi. Ở cây mấy đây. Mời quý chú cùng xem một dòng một số cây sẽ giới thiệu. Có vân sam nè, me nè, bông trang nè, sam linh sam, rồi sam hương, kiều hùng, uro, rồi cần thăng. Chung mà nhỏ nhỏ nhưng mà già lắm. Rồi mai chứ nghỉ nữa. Rồi mời quý chú cùng gặp lại cô ha. Dạ rồi, con chào cô. Rồi, chào Khánh. Chào bà cô chú anh chị em bà con xa gần nha, đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Rồi hôm nay nhà vườn Đặng Nguyễn sẽ lên clip L7 ngày 20 tháng 1, cũng gồm có một số cây cần thăng, rồi me, lộc vườn, sam núi trái với sam hình, đặc biệt là rất là già nuôi nha, mong sự ủng hộ của cô chú anh chị em xa gần. Rồi số điện thoại của mình nhà vườn là 0932 865 761, cũng là số Zalo luôn nha. Dạ rồi. Rồi vô đầu clip hôm nay là một cây cần thăng được thường chậu, ép chậu luôn nha. Một cây cần thăng mini được ép chậu rồi nha bà con. Rất là già. Rất là già rồi. Tàn thì nó mịn lắm luôn chú ơi. Thân thì đế quái luôn, thân quái đế quái. Cái này thường chậu lâu nha, mình ép chậu lâu rồi nha. Rồi. Khi mình bán thì mình bao luôn, ép luôn, gửi luôn chậu nha bà con. Gửi luôn chậu cô ha. Gửi chậu luôn cho bà con yên tâm. Rồi, thông số giúp con luôn. Rồi, cái hàng thăng mã số 1 có hoành là 19. Hoành cũ là hoành cũ bự nha, hoành cũ là 55 lận. Cao 42, tán ngang là 46. À, cái này coi nè. Trong này quá chừng đó đó. Dạ. Đây kỹ trong này cho bà con thấy. Rồi, cây này giao lưu 2 triệu nha bà con. 2 triệu mà gồm luôn chậu hả cô? Rồi. Cây này đẹp lắm cô chú. Đẹp tàn mình chân hết trơn. Cây này rất là già luôn à. Mình nó có cái độ già của nhà vườn mình có nhiều cây như vậy lắm nha bà con. Dạ. Mong sự ủng hộ đi, clip sau mình sẽ lên thêm nhiều cây nữa. Luôn chậu. 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Dạ rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục một cây chân vàng nha bà con. Dạ, chân vàng. Quá chừng cây này nó này cũng thường chậu lâu rồi. Già bộ cũ đế nữa. Ra bông nè. Đây là bông đón Tết nha. Những cái bông mới nhú ra là mình sẽ đón được Tết nguyên đáng nha bà con. Dạ. Rồi, cây chân vàng mã số 2 có hoành là 16, cao hoành cũ là 32 nha, hoành cũ thì 32. Cao là 29, tán ngang là 30. Rồi cây này giao lưu 1 triệu 7 nha bà con. 1 triệu 7 cô ha. 1 triệu 7. Bao gồm phí ship luôn, khi đi mình bỏ chậu nha, mình bỏ bầu nha bà con. Dạ rồi, đợi giúp cô. Rồi tiếp theo một cây chăn đỏ mã số 3, một cây đơn đỏ nha, đơn đỏ lá nhỏ nha bà con. Dạ đúng rồi. Cô đứng xích xích đó giùm con nha, anh đừng che sáng. Rồi dạ. Ok đó. Đó, cây chăn đỏ lá nhỏ, đỏ lá nhỏ quá già luôn ha. Rồi, có hoành là 18, cao 17, tán ngang 24. Dạ rồi. Củ này mình củ này tới 50 nha. Dạ. Rồi cái này giao lưu nhiêu tính này? 650. Rồi 650 mã số 3 nha. Rồi xuống cây. Số 4. Số 4 là cây chăn sen nha. Chăn sen, một cây chăn sen nha, sen Nhật nha bà con. Bông ra cực kỳ luôn nha, này lâu tàn lắm nha, dòng sen này lâu tàn lắm. Rồi mã số 4 có hoành là 19, cao 16, tán ngang là 24. Rồi cây này giao lưu 700 nha bà con. Mã số 4 cây chăn sen giao lưu 700. Bao gồm phí ship. Rồi tiếp theo là một cây số 5 là trang hồng. Dạ. Trang hồng mini lúc nha. Cũng có trang hồng phấn mini. Trang hồng phấn mini nhưng mà được nuôi lâu lắm. Mini nha bà con. Đó. Sữa tay cành cũng già lắm. Rồi cái này là hoành 11, cao 15, tán ngang 20. Này giao lưu 400 nha bà con. 400 thôi cô ha. 400. Rất dễ thương, về ép chậu chơi Tết luôn.
Rồi, đổi giúp cô ha. Rồi, tiếp theo mã số 6 là một cây chung nu đột biến nha bà con. Dạ, số 6. Đó, một cây chung nu đột biến. Nu nha, nu mình. Nu dữ lắm luôn. Đó. Rồi, có hoành là 10. Mã số 6 có hoành là 10, cao 21, tán ngang là 28. Cây này giao lưu 700 nha bà con, 700k. Bao gồm phí ship luôn cho bà con luôn. Dạ. À, xuống cây. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 7 là một cây lộc vừng. Lộc vừng. Lộc vừng à, nó cái đọt này đẹp nha, cái dòng này là nó đột biến nha. Có màu màu hồng. Đỏ đỏ tím hồng. Dạ. Đó. Cái lộc vừng này bác nè. Đọt rất là đẹp luôn. Đẹp đẹp. Nè, cái này nè, đó. Đọt nó giống như si búp hồng vậy đó. Rồi, cái này có hoành là mã số 7 có hoành là hoành cũ là 25. Cao 23, tán ngang là 29. Rồi cái này giao lưu 500k nha bà con. Dạ, có 500 thôi nha, bao gồm phí ship luôn. Cái lọc không cũng đã nè. Đây tiếp tục là một cây cây cha hả cô? Cây cha. Một cây cha, mã số 8 là một cây cha nha bà con. Cây cha. Rồi. Dạ. Cây cha mã số 8, có hoành là 17, cao là 34, tán ngang là 47. Hoành cũ là 36. Rồi cây này giao lưu 800k nha bà con. 800k. 800. Rồi, tiếp tục là cây một cây me. Me. Mã số 9 là một cây me. Cây me này quá nha bà con. Mà này được uống vô dây cũng 3-4 nước dây rồi. Cũng muốn ấm tàn rồi. Này là về là bà con chỉ có dịp sang chậu là mình chơi thôi. Dạ. Đó, một cây me đẹp nha bà con. Me 69 có thông số là hoành 20. Cao là 37, tán ngang là 40. Đó, cây này giao lưu 800k rồi nha bà con. 800 bao gồm phí ship luôn. Dạ. Rồi, một cây chung nu. Chung nu. Mai chữ thủy. Mai chữ thủy lá chung. Dáng hai thân. Dáng hai thân. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Đó. Đó. Mai chữ thủy. Đó, được uống tàn mịn hết trơn luôn nha bà con. Cái này được uống tàn đúng luôn, uống từ từ cọng xương nhỏ luôn. Dạ. Đó, bao già luôn. Rồi cái này có hoành là 16, cao 37, tán ngang 37. Cái này giao lưu 600 nha bà con. 600k bao gồm phí ship. Dạ rồi, 600 thôi. Tới sam trái. Sam trái, một cây sam núi trái nha. Nạp sam núi trái. Cây cũng rất cây là già. Quá già luôn nha. Xương thì cứng ngắc hết trơn à. Đó, nó dịp. Già xù luôn nha bà con. Rồi, mã số 17, có hoành là 15, cao là 31, tán ngang 33. Rồi cái này giao lưu 800k, bao gồm phí ship nha bà con. 800. Rồi, tiếp tục. Cây mã số 12 là cây kim thanh mai. Kim thanh cô ha. Cái kim dòng mai chứa thủy lá kim. Cái này quá già luôn nha bà con. Này hai thân. Này dáng phu thê nha. Quá đẹp nha bà con. Nó được là rất là già, uống chi cành nó đang ra bông nữa nha. Đang bông ra, bông đẹp luôn ha. Bông quá chừng bông luôn. Chấm chấm trắng nha, hạt dậu. Hai thân. Rồi, mã số 12 có hoành là 16, cao 22, tán ngang là 36. Cái này giao lưu 1,5 triệu nha bà con. Giao lưu 1,5 triệu, kim thanh mai. Kim thanh. Dạ, 1,5 triệu. Dạ, tiếp tục giúp con luôn. Theo là số 13 là cây sâm hương nha. Sâm hương Đài Loan nha bà con. Dạ, sâm hương Đài Loan. Đó, được uống này dáng này giống như mini nha. Này về nó trực lắc đẹp nha bà con. Đó, mã số 13. Có hoành là 15, cao 19, tán ngang là 22. Cái này giao lưu 450 ha. 450k, bao gồm phí ship luôn cho bà con. Giao lưu giá hữu nghị nha bà con. Cây này rất đẹp nha. Trực lắc 450 ha, cô cành rất khá nhiều. Rồi, đổi giúp cô ha, chi cành mọc đúng chỗ đầy đủ hết. Rồi, tiếp theo mã số 14 là một cây cành thăng. Dạ, lấy cái đó ra luôn đi cô ha. Cành thăng, cái này nó cuộn cái rễ cây cũ nó dưới trong cái gió này cũng lâu rồi ha. Lâu, cái này được thừng chậu lâu rồi nha. Cây này được cây cành thăng này cũng từ hồi gieo hạt tới giờ cũng 5-7 năm nha bà con. Cho nên nó rất là già luôn. Cây này nó già lắm.
Mã số L14, có hoành là 11, cao là 37, 8 ngang là 41. Cũ là cũ giáp chậu luôn nha, cũ giáp chậu. Rồi cây này giao lưu 400 thôi nha bà con, 400k. Chỉ 400 thôi chỉ hả? 4 thôi. Khá quá. Tiếp tục mình có Vân Sam. Cây Vân Sam. Yeah. Găng tu hú đó cô chú. Găng. Cây Vân Sam này nó già. Lên san hô luôn. San hô luôn. Xích xích cái chậu luôn đây cô ơi, nữa xích cái chậu với bàn xây đó không á. Rồi. Rồi, một cây Vân Sam. Có già, già hết sức già luôn à. Có nguyên cái dạng san hô dưới này nữa. Nó hoành là 25, cao 35, 8244. Cây này do nó có khuyết điểm chỗ này một chút, cho nên mình giao lưu có 1,7 triệu thôi nha bà con. Đáng lý ra thì sẽ nhiều tiền hơn, nhưng mà nó khuyết điểm chỗ này cho nên bớt giá lại. Có 1,7 triệu. 1,7 triệu nha bà con, bao gồm phí ship. Đây chú ơi, cái này mình chơi cái lá nó với cái đường thân nó, cái thân nó khi mà nó già nó nu sệ ra vậy nè. Ừ, nu cục vậy cục, cục. Nhìn nó rất là cổ cây ha. 1,7 triệu cô ha. Ừ, một tàn dù ha, cái tàn tàn. Dạ. Dù đẹp. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 16. Cây đơn đỏ. Cây đơn đỏ nha. Dạ, một cây trang đỏ. Ừ. Cái này bông nó dày nhưng mà nó còn những bông nhỏ rồi đó nha bà con. Nó sẽ chỗ từ đây Tết Nguyên Đán luôn. Nó còn những bông búp búp ra. Rồi mã số 16. Nè, củ nó đế nó cũng đẹp nha, điều nha bà con. Đó. Rồi, có hoành 14, cao 20 là 8 ngang 33. Chỉ giao lưu 400 thôi. 400k thôi. Dạ rồi. Rồi. Đợi giúp con luôn. Cái một cây kiều hùng nha bà con. Kiều hùng. Cây kiều hùng, dáng quái nha. Dạ, yeah. Clip nào mình cũng có một cây okay. Dáng lạ vậy đó. Dáng quái. Rồi, một cây kiều hùng. Cây này có cây cũ đó. Có cũ, nó có cũ nha. Mã số 17. Mã số 17 nó có cây cũ. Có hoành là 10, cao là 28, 8041. Rồi cây này giao lưu 600 à, 600k nha bà con. 600k, bao gồm phí ship luôn. Rồi, xứng cây. Dạ, rồi. Đây, một cặp một luôn cặp cô Ogo. Ha. Oro. Cặp Ogo mã số 18. Cây này á thì nó búp nó trẻ sớm hơn chút. À, cây này thì cho luôn cái cây này ra. À, để họ lên cho rồi. Rồi. Đây là bông nở rộ của nó nè. Đó, Oro mà nó nở cái màu phớt hồng á, rất là đẹp luôn, trắng phớt hồng cô ha. Ừ, nó rộ đó. Trắng phớt hồng đó rồi. Cái này đã đang búp nè, này là sẽ kịp Tết Nguyên Đán. Cái này nó mới vô có chút xíu à. Còn này là nụ bự hơn chút. Rồi, cái này hoành là 12, cao 17 tháng 20. Cái này là hoành 9, cao 16 tháng 21. Còn cặp này giao lưu 800 nha bà con. Một cặp 800. Một cặp 800. Đó. Bông sum oro. Nó đẹp như vậy đó. Nó bông nó đẹp. Dạ rồi. Rồi. Cặp càng thăng quái nha. Cặp càng thăng quái luôn. Cái càng này cực kỳ quái luôn ha. Quái luôn. Con mượn. Này cô thường lâu lắm rồi nha. Lâu cho nên quá. Nó nhỏ nhưng mà nó già mà nó cuộn cái thân đi. Ừ. Cây này cũng vậy nè. Yeah. Hai cây. Cây này cũng quái, quái quá chừng. Yeah. Rồi. Một cặp càng thăng mã số 19. Cái này hoành nó nhỏ thôi. Có 7 thôi mà cao 25, 28. Còn cái này hoành này... này hâm này đo tổng này là 23, cao 20, 8 ngàn là 23. Cái này giao lưu cũng 800. Dạ. 800k bao gồm phí ship luôn, một 800. Cặp đó, cặp bằng thăng nha bà con, cặp bằng thăng quá nha. Rồi. Dạ. Tiếp tục cây sam trái. Cây sam trái nó trái nó đang có trái nha, cái này đang trái nè, chỉ trái nè chú mình xem cái trái quá chừng, trái nhỏ nè, trái lớn nè, đây trái nó đây trên này nè. Trái điều cây chăng? Trái. Đang ra trái nha bà con. Trái nhỏ, trái bự đồ điều cây hết trơn. Cây này thì cái độ già này thì trái rất là nhiều chú ha, yên tâm ha. Hết đợt này thì ra đợt khác. Đó, nó đặc biệt nó xù nha. Già xù, xù, xù hết sức xù luôn. Đó. Đúng rồi, quay lại đây giúp con ha. Cái mã số 20, cây sam núi có hoành là 16. Cao 30, 8 ngang là 30. Cây này giao lưu 950k nha bà con. Cây này đẹp lắm chú, cây này cốt cành nó lớn. 950 bao gồm phí ship luôn, cũng có bồ đế cũng đẹp luôn nha.
chín rồi, trăm rưỡi 950 xuống cây. Dạ. Một cây linh sam, linh sam dáng đổ, dáng đổ nha, thác đổ. Cây linh sam mã số 21, có hoành hoành là 22, cao là 25, tán ngang là 38. Rồi cây này giao lưu là 800. Dạ. Cây này mình như mô phỏng tự nhiên nha ha, một 800. Cái cây đổ mà ở ngoài tự nhiên đổ nó chốc gốc đổ, lên hay con ha. Nè. Ngã ngã cái thân xuống vậy đó. Nó chậu lâu rồi mình về mình phải vô phân thêm. Nhìn rất là tự nhiên quý vị. Mình khi mình xếp đi là nó sẽ bị lá nó héo. Rồi về cái mình tưới nước vô là nó sẽ tươi lại. 800 cô ha. 800 cái thôi. Cây này chỉ 800 thôi. Cây này 800 rồi. Dạ. Okay. Rồi một cây phân cao. Cây thanh mai nha, kim thanh mai nha bà con. Kim cây kim thanh mai dáng văn nhân nha. Dạ, kim thanh mai dáng văn nhân. Cây này rất là đẹp luôn. Này ship đang chỗ bông nha, bông cây, nó nở. Chú ơi, cây bộ tài cành nó cô nuôi lâu lắm mà siết dây hết trơn ha, già cổ. Hột nè. Dọc hột. Theo hột nó nổi dọc theo cái đường thân vậy hả cô? Dòng này. Một cây kim thanh mai. Dáng văn nhân. Này nó đang ra bông, bông nó thơm lắm nha, bông nó thơm như bông nguyệt quế vậy đó. Rồi, cây kim thanh mai là một họ với mai chứ thủy lá kim đó nha. Mai chứ thủy mà nó lá kim. Có hoành là 14, cao là cao 82, cao tới gần 1 mét rồi. Dạ. 82. Tán ngang là 47. Cây này là do nó có khuyết điểm cái phần dưới này, nó hơi bị ấy khuyết vào chỗ này. Dạ. Cho nên giá bán chỉ có 1 triệu 3 thôi. 1 triệu 3. 1 triệu 3. Nó khuyết điểm với cái phần gốc này. Cho nên mình giao lưu 1 triệu 3 thôi nha bà con. Dạ. Đó. Chi cành tay đồ nó đẹp, đều đẹp hết, chỉ có cái gốc nó hơi xấu. Rồi bán giá bớt lại. Hữu nghị. Rồi. 1 triệu 3. Xuống cây. Dạ rồi. Một cây linh sam quái nha. Bông tím dòng đời đầu nha bà con, tím đậm nè. Bông là bông tím đậm. Nó đang ra bông nha. Bông búp cũng đều cây luôn. Bông búp đều cây này là chưa có ấm tàn hung nha bà con. Vô cũng mới 2-3 nước dây thôi. Nhưng mà bán nó có bông rồi, bán cho bà con chơi. Đó, ở đây nó có mặt cắt mà nó lành rồi. Dạ. Đó, một cây dáng quái nha. Linh sam dáng quái mã số 23. Đó, dáng quái nó có bộ củ bự nha bà con. Rồi có hoành 14, cao 39, tán ngang là 51. Rồi cây này cũng giao lưu giá hữu nghị với bà con là chỉ có 700 thôi nha. 700k bao gồm phí ship cho bà con luôn. 700. Rồi cây sam hương. Cây sam hương. Cái này là nguyên một cái bệ. Bệ nè, bà nè. Cô lấy cái này ra em coi. Nó xếp nó bệ nó bự cũ. Nó cuộn nó khích với nhau vậy nè. Chưa khai thác nó còn nằm dưới này nữa nha bà con. Rồi cây sam hương mini giật giật lắc nha, lắc nhan tàn đều đẹp quá, lùng lực nha bà con. Dạ. Cây sam hương lùng lực. Đó. Mấy mặt cắt này đều lành hết trơn à. Một cây sam hương có hoành cũ là hoành là tới 40 lận nha, mã số 25. Cây sam hương Đài Loan hoành cũ là hoành cũ 40, cao 23, tán ngang là 42. Rồi giao lưu giá hữu nghị cho bà con chơi Tết nha. Rồi, chỉ có 1.200 thôi nha bà con. Cây này 1 triệu 2. 1 triệu 2. 1 triệu 2 bao gồm cái xếp. Thay cái chậu đẹp ha. Xuống rồi xuống cây đi con. Nó ra lọc lại mà chơi Tết. Lá nó đã rút rất nhỏ. Đây một cây. Cây kiều hùng. Cây già. Cây kiều hùng cực kỳ già, nó đang ra bông nha. Cây kiều hùng nó bông nè nha bà con. Đó. Một cây kỳ hùng này rất là già luôn. Con quay kỳ hùng khá nhiều đó, nhưng mà cây lớn hơn cũng có, nhỏ hơn thì nhiều. Mà già, cái độ già cỡ cây này thì chưa có. Già quá, chân già nó bự nè. Già. Này đúng dáng luôn, này dáng dáng trực mà không cao nha bà con. Cái này nó ra bông rồi. Cái này dài ba bữa nó ra bông lần, dài bữa ra bông kỳ lần. Kỳ hùng thì muốn cho bông cũng dễ lắm, dễ. Cứ xuống hết lá. Ra lọc mới là ra bông. Rồi, một cây kỳ hùng mã số 24 nha. Có hoành này bự nha bà con, này tới 33 lận. Dạ. 33, cao là 53, tán ngang là 60.
Rồi, cây này Zalo 2,6 triệu nha bà con. Cô quay giùm con. 2,6 triệu bao gồm phí ship luôn. 2,6 triệu. Này mặt cắt mã lành rồi. Rồi đó. Bao gồm phí ship luôn. Dạ. Rồi, xuống cây. Một tác phẩm độc đáo khác nữa là cây Mai Chữ Thủy. Mai Chữ Thủy. Mã số 26 nha. Lá lớn cô ha. Lá lớn. Cái này lá dạng lá lớn đúng. Nhưng mà mình nuôi ghét rồi nó rút lại. Rút lại. Lá nó nhỏ xíu à. Quá chừng bông nè. Bông đẹp nha bà con. Lọc mới rồi ra hoa luôn. Đang ra bông nha nè. Đặc biệt là cái thân đó nha. Cái thân nó rất là đẹp. Dạ, cái thân này lắc mà thân này quái quá chừng luôn nha bà con. Cái chữ thủy này rất là lâu rồi, già nó đang ở bông bông đều cây hết trơn à. Rồi. Mai chữ thủy mã số 26. Có hoành là 30. Cao là 34, 8034. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị em là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu một cây mai chữ thủy quá già luôn. 2,5 triệu. Cái bệ đế bệ cũ đó nè. Cho con dòng nó đi con. Bệ đế bệ cũ quá chừng luôn nè. Đó. Này thiếu cái chậu đẹp, về kiếm cái chậu thiệt đẹp của chú. Cái chậu thân ha. Thân nó quái nè, lượng lắc quái nè. Tháo dây đồ ra ha. Dây nó siết lắm à. Cây me quái. Cây me quái nha bà con, mà này đặc biệt này là me thái ngọt nha. À me thái đột đỏ của ha. Đột đỏ ngọt. Dạ. Một hồi mình sẽ có một cây me thái kia nữa. Me thái đột đỏ. Me thái đột đỏ nha bà con, này là quái luôn. Đó. Một cây me mã số 27. Có hoành là hoành này bự nha, hoành bự 25. Này hoành cũ này tới 45 lần. Cao 51, tán ngang là 50. Rồi, cây me này giao lưu với bà con là 1,6 triệu. 1,6 triệu thôi. 1,6 triệu. Một cây me thái. Bao gồm phí ship thôi. Già quái. Đây là một cây lộc vườn. Lộc vườn nha bà con, dáng long nha bà con. Một cục lộc. Mình mình chốt về để mình chơi chấp năm chấp thình nha. Dạ, chân rồng của hả? Chân rồng luôn, này dáng long nha bà con. Đó. À, chấp thình rồi có lộc vô nhà luôn ha. Có lộc luôn, cái có này lọc. Mà không có bông thì mình lặt lá nha, mình lặt lá là lộc nó ra đều cây nha bà con. Cây này cũng là lộc đỏ nè cô ha. Lộc đỏ, một cây dáng long nha. Đó. Cây dáng long. Cái thân cái củ nó nằm độc đáo luôn. Độc đáo à. Hết sức cái củ à. Cây lộc vườn mã số 28, có hoành là 18, cao là 36. Hoành cũ này không có đo được cái nằm lượng. Yeah. Rồi cây này giao lưu giá hữu nghị cho bà con chơi Tết năm Giáp Thìn nha, chỉ giao lưu 1,2 triệu thôi nha bà con. Cây này 1,2 triệu thôi ha. 1,2 triệu này không khác lạ. Quá đẹp nha, một cây lộc vườn dáng long nha bà con. Rồi xin phép xuống cây. 28 lộc tới 29 rồng mà nó ẩn. 29 một cây linh sam. Cây linh sam. Cây này cũng quá già luôn cô ha. Quá già. Hàng già rất già luôn. Mấy cây bông qua nè Khánh ơi nè. Dạ, điều đây. Cây luôn này bông điều cây nhà đón xuân nha bà con. Nụ chi chích luôn cô ha. Điều cây luôn. Nụ này mình làm bông, mình cắt nước mình làm bông nha. Quá bông điều luôn, đầy bông luôn. Rồi. Mã số 29 là cái đường cong nè. Này đúng mà đóng gửi cho quý chú tới nhà là mình vừa kịp cho Tết luôn đó. Kịp cho Tết luôn. Này mới nụ thôi. Đóng gửi là tới đó là vừa xòe. Này là mình bông mình chuẩn bị đón xuân nha bà con. Rồi chốt cây này về đón xuân bà con ơi. Này có hoành là 25. Cao 48, tháng ngàn 56. Rồi cây này giao lưu 1,9 triệu thôi nha bà con. 1,9 triệu giao lưu với cô chú anh chị em. Rồi 1,9 triệu nè cái thân nữa nè. Thân lắc lượng, lượng lắc rất là mềm mại quyền chuyển quý cô chú ha. Đó. Rồi 1,9 triệu thôi ha. Rồi, xuống dạ đổi giúp con luôn. Rồi đó, tiếp theo là một cây linh sam nha. Linh sam lá chung nha. Đó ngán đổ luôn cô ha. Ngán đổ cây này đổ đẹp luôn. Cái này cũng kịp về nhà mình chơi Tết nha bà con. Nó đang làm nụ. Một cây dáng đổ rất là đẹp nha. Cái đổ cây là gần như là cái này là đổ treo luôn rồi đó. Cái này nó chỉ treo rễ đây thôi nè cô chú. Cái thân nó nằm tuốt ngoài này nè. Cái này dáng này thì rất là hiếm nha. Hiếm có. Nhà vườn cũng có ít cây thôi chứ không có nhiều. Toàn bộ phần thân mà nó buông gần hết luôn cô ha. Wow. Một cây dáng đổ.
Rồi, cái này có hoành là hoành cũng bự nha, hoành 17. Cao là chiều cao này không? Chiều cao này đâu làm sao? Chiều cao đó, không đâu vậy đó hả? 25. Cao không? 25. Từ miệng chậu lên tới đỉnh. Ừ, tán dài xuống là 65. Dạ. Tán dài này xuống 65 nha. Chi cành này đều hết hơn chú? Đều rang hết. Đều quá một chừng cây. Một dòng bên kia dùm con nói đi con. Quá chừng cây này đẹp. Dạ rồi. Cây này rất đẹp nha bà con. Giá rồi này giao lưu 2,7 triệu nha bà con. 2,7 triệu. 2,7 triệu bao gồm phí ship luôn. Rồi, tiếp xuống cây. Cái này nhìn nó đổ nhìn rất có hồn quá. Rất là đẹp. Nó treo cái rễ giống như cây tự nhiên mà bị gió bão tố ngã xuống ha. Phô cái rễ lên. Cái đó 30 rồi hả? 31. Này cuối lại hả? Để cái cây chậu lại, để cái chậu lại nè. Để chậu đúng rồi. Rồi tiếp theo mã số 31 là cây me Thái nha bà con. Me Thái. Này được thường chậu lâu rồi, nó chi cành đầy đủ nha. Chi cành nó bự rồi nè. Cô dịch lại vị trí này giùm con. Ừ. Chi nè, chi cành nè. Bự rồi, cây này đặc biệt già nhưng mà nè, đó. Chi cành này nó khác người ta, nó ra bự hết trơn à. Chi cành to đều. To đều. Chi cành nó bự hết trơn rồi. Lớn đều nhau ha chú. À, cô mới xuống lá, nó xuống đang lá đang ra bông. Ra đang lá đó. Cây này cây me này có bông rồi nha bà con. Đây đây, rõ nét nhất là cô cứ dịnh vị trí này con ơi. Chi cành nó lớn đều hết. Cây này nuôi cũng khá lâu. Đặc biệt là me Thái. Dòng này thì nó mau cho trái ha. Me đọt đỏ là cây ngọt nha. Nó ngọt xớt luôn. Rồi, cái này nó có chỗ mặt này mà thẻ mình lành nè. Cái này mà lành nè. Thân này cũng quái ha. Quái luôn. Này, cái này nó ấy chậu lâu rồi nè đó. Dạ. Cánh này đó ha. Nó thần chậu lâu rồi. Nó ăn rễ hết luôn đó. Rồi cái này có hoành 23, hoành cũ là 50, cao 50 và tán ngang là 50 luôn. Rồi cây này giao lưu với bà con là 3 triệu 2 nha. 3 triệu 2 bao gồm phí ship nha bà con. Cái me này cô tiếp tục quay cho quá già luôn. 3 triệu 2. Dạ. Cây này già. Già đẹp. Mới lặt lá nó mới chỗ lá lên luôn nha bà con. Me Thái thì mình chơi lọc cũng đẹp. Rồi, đỏ. Đỏ, đỏ đẹp. Rồi. Rồi xuống cây. 31. 31 rồi xuống lên này, cây này không tính. 32. Cái này lớn hàng. Là một cây Oro. Oro đi cuối lai. Bùm sụm Oro. Đó. À, cây này hồi nãy con có giới thiệu đâu chú. Đang cái độ mà đẹp nhất luôn. Đang chỗ hoa rộ của ha, trắng phớt hồng. Nó không có trắng muốt hết rồi chú, nhưng mà nó phớt cái màu hồng rất là đẹp luôn. Hoa nó thì nó có từng cánh li ti đẹp lắm. Cái cánh hoa nhìn nó trắng mỏng manh nhìn đẹp lắm. Rồi, cây Uro. Cây Uro, mã số cuối lai là 32, cuối lai hoành 10, cao 25, tán ngang 31. Cây này giao lưu là 700k nha bà con. Dạ. 700k bao gồm ship luôn. Hoa thì quý chú thấy trên hình nó đang rộ vậy. Khi mà mình đóng đi thì nó rụng như chú. Rụng nha. Không thể nào giữ được nha. À, nó sẽ rụng. Sẽ ra cái đợt khác cho mình. Đợt khác. Nói trước cho bà con. Nếu mà tới tay quý chú mà kêu giữ vậy thì không có. Tại vì hoa này đi đóng thùng mà rụng liền. Rồi. Vậy là cái này là kết thúc clip hôm nay nha bà con. Dạ. Cuối lai là xin chúc bên xa lục tỉnh miền Tây với cô chú anh chị em xa gần được vạn sự như ý, nhiều sức khỏe nha. Rồi hẹn clip sau là mình sẽ lên những cây để mà đón mừng xuân nha, những cây bông hoa đồ. Mong bà con đón theo dõi là chủ nhật tuần sau nha. Là sẽ chắc kết thúc năm này rồi đó. Rồi vậy xin chào ha. Nha. Rồi, tạm biệt. Chào cô ha. Rồi. Nhớ ủng hộ cho cô đàn hát của chú. Còn hẹn gặp lại với chú những clip tiếp theo. Không biết lên được.